Xin chào anh em. Rất nhiều anh em tải những cái file cập nhật bản đồ về mà không hiểu kiểu giải nén kiểu gì để copy vào USB. Thì hôm nay mình làm một cái video hướng dẫn cận kề cho anh em đấy. Anh em giải nén theo cách thông thường rất dễ bị lỗi. Đấy. Phần mềm virus nó sẽ tấn công và sẽ bị xóa một file nào đấy cho anh em sẽ cài dễ bị lỗi. Hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em cách giải nén đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Đấy, ví dụ như khi chúng ta tải về được một cái thư mục chẳng hạn như là cái thư mục này đi là con Accent đời 2021, 2022, 2023 đời mới bây giờ. Đấy, khi mà tải về được rồi cái biểu tượng như này là nó đang là file nén nhé anh em nhé. Tất cả những file tải về đều là dạng file nén thì chúng ta phải giải nén ra. Mà chúng ta trước khi giải nén chúng ta cắm USB vào. Đấy, và mình sẽ giải nén trực tiếp vào USB chứ không chơi cái bài giải nén xong chúng ta copy đâu nha anh em nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ kích chuột trái kích đúp vào kích đúp vào cái file vừa tải này. Đấy, kích đúp vào nó sẽ sổ lên một cái cửa sổ, nó sẽ sửa luôn cửa sổ giải nén này. Thì chúng ta chọn vào cái tab, đây là mình gọi là cái tab tab extra tool này, extra tool file này. Đấy, tùy theo những cái mình không quan tâm đến cái phần trong này có những cái gì mà mình quan tâm đến vào extra tool này. Đấy, nhớ anh em cắm USB vào nhé. Lúc đấy chúng ta sẽ chọn đến cái USB. À, chúng ta chọn kích chuột và để chọn rồi chúng ta kích chuột phải. Thì chúng ta kích chuột phải rồi chúng ta đưa đến format. Cái bước này là chúng ta format luôn USB nha anh em nhé. Đấy. Đây trên dòng trên này là nó thể hiện cái dung lượng USB, dòng thứ hai này là dòng cái định dạng file bát này. Đây mình sẽ chọn là bát 32 anh em nhé. Những cái bát khác là nó đầu nó sẽ không đọc được đâu. Không có tác dụng đâu anh em nhé. Đấy thì thứ hai nữa là dòng dưới này mình chọn default. Đấy và xuống rồi chúng ta sẽ ấn start. Ở đây mình cái USB này mình không có nhu cầu start cho nên mình không ấn start nữa. Đấy, start xong anh em ok và chúng ta đóng lại. Đấy, khi đóng lại thì nó sẽ là còn mỗi cái cửa sổ này chúng ta ấn tiếp ok. Đấy. Đây mình làm luôn đi, làm luôn từ đầu này. Ấn này. Format này, chọn bát 32 này. Đấy, chọn default này. Ấn start này. Nó hỏi một lần nữa xác nhận lại thì mình ok đi. Đấy, xác nhận lại này. Đấy, sau khi format xong thì chúng ta đóng lại này, chúng ta close lại này và chúng ta ấn OK để cho nó tự giải nén vào. Đấy, thời gian giải nén này tùy theo file, tùy dung lượng file và tùy theo cái tốc độ đọc của USB cũng như là cái cấu hình của máy tính. Đấy, tùy theo những cái file nó sẽ khác nhau, có những file sẽ giải nén rất lâu, đặc biệt là Santa Fe đời bản mới bản 2022, 2023 mới bây giờ. Đấy, nó sẽ rất là lâu. NX4, Tucson NX4 chẳng hạn thế, hay là Coretta đấy mới rất là lâu, còn những đời trước trước thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, khi chúng ta giải nén hết toàn bộ này nó lên đến 100% cái dòng dưới này là nó sẽ hoàn thành, và hoàn thành chúng ta chờ tầm 5 giây sau chúng ta mới rút USB ra khỏi máy khỏi 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 máy tính nhé anh em nhé, để cho nó ổn định USB rồi mình sẽ rút thẳng USB ra rồi ra cắm đài. Cái này cắm đài thì anh em lại xem cái video hướng dẫn mình làm trước rồi. Ok, cảm ơn anh em. Thế này là chúng ta đã giải nén xong rồi nhé.